Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Vũ, trú tại khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra xác định, Lê Hoàng Vũ lợi dụng sự tin tưởng của một gia đình người họ hàng bên vợ của Vũ, giao tiền cho Vũ để mua 7 nền nhà, đồng thời giao cho hai vợ chồng Vũ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó Vũ dùng thủ đoạn gian dối làm giả hợp đồng mua bán đất rồi tự ký và ghi tên người khác vào hợp đồng. Vũ đưa thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 2, sau đó đem bán 7 nền nhà cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền 3 tỷ 940 triệu đồng, bao gồm tiền vốn và lãi. Số tiền trên Vũ sử dụng để chơi chứng khoán và tiêu xài cá nhân. Tối qua 16 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Thiên Thạch, Tống Minh Hải để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và đang củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng này được xác định đã tạt sơn đỏ vào cửa nhà một người phụ nữ mà các đối tượng cho vay tiền. Thạch và Hải khai nhận khoảng tháng 3 năm 2022, Thạch thuê nhà để cùng Hải và ba người khác tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ 10 đến 20% một tháng. Nếu khách không trả nợ đúng hạn, nhóm của Thạch sẽ đến nhà các con nợ để đòi tiền. Nếu khách bỏ trốn, nhóm này sẽ liên hệ người thân các con nợ để đe dọa, gây áp lực. Quá trình hoạt động, nhóm của Thạch cho khoảng 100 người vay với số tiền vay từ 5 cho đến 100 triệu đồng một người. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phước Tân, 25 tuổi, trú tại xã Kon Đảo, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2023, Nguyễn Phước Tân ngồi uống rượu với một số người bạn tại nhà của mình ở thôn 1 xã Kon Đảo, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum, thì ông Nguyễn Phước Tú là cha ruột của Tân đi chơi về. Sau đó mọi người cũng giải tán cuộc nhậu. Trong lúc Tân đang dọn dẹp thì bị ông Tú la mắng về việc Tân thường xuyên uống rượu, không chịu lo làm ăn và giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tân đã dùng dao đâm vào vùng ngực trái của ông Tú. Không dừng lại, Tân tiếp tục đâm ông Tú nhưng được một số người có mặt ở đó can ngăn. Sau đó ông Tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với thương tật là 12%. Kết thúc phiên tòa, căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Phước Tân 12 năm tù về tội giết người. Lợi dụng bị hại sơ hở để xe trước sân, Võ Thành Luân trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang liền tiếp cận sử dụng dụng cụ mang theo mở khóa trộm chiếc xe thì bị bắt quả tang. Vào sáng ngày hôm nay 17 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết đang tạm giữ hình sự Luân để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Luân khai nhận do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Luân nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Để thực hiện, khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 8, Luân mang theo dụng cụ mở khóa xe mô tô đến khu vực khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên thì phát hiện có một nhóm người đang nhậu trong nhà. Phía trước sân có chiếc xe máy đang dựng không có người trông coi. Lợi dụng sơ hở của chủ xe, Luân liền tiếp cận bẻ khóa chiếc xe. Nhưng chưa kịp lên xe tẩu thoát thì bị chủ xe cùng nhóm bạn phát hiện, truy đuổi, bắt giữ Luân cùng tang vật, giao cho công an phường Mỹ Phước. Thưa quý vị, cơn lũ quét xảy ra vào đêm ngày 5 tháng 8 đã gây ra thiệt hại nặng nề trên các địa bàn các xã Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Cùng với các sở ban ngành khác, lực lượng công an huyện Mù Cang Chải đã nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời triển khai nhiều biện pháp để ổn định tình hình, không để các đối tượng xấu hoạt động gây mất an ninh trật tự tại các nơi xảy ra mưa lũ. Cơn lũ quét xảy ra vào đêm ngày 5 tháng 8 đã làm nhiều công trình trụ sở, nhà cửa, ruộng nương của nhân dân trên địa bàn các xã Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bị vùi lấp, hư hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đã có 3 người chết, gần 250 căn nhà bị ngập, cuốn trôi, thiệt hại ước tính trên 100 tỷ đồng. Công an huyện Mù Cang Chải đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận các điểm bị sạt lở, lũ quét, khẩn trương ứng cứu, di dời người và tài sản đến những nơi an toàn. Đồng thời cử lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại những khu vực này. Công an huyện đã thành lập các tổ công tác
nhất là để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nội dung thứ hai là rà soát nắm tình hình địa bàn, đảm bảo được tình hình an ninh trật tự trong vùng bị xảy ra mưa lũ gây thiệt hại nề. Nội dung thứ ba là chỉ đạo công an huyện cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo về trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh công tác giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, lực lượng công an các huyện đã lập các tổ trinh sát đến các địa bàn các xã bị ảnh hưởng để nắm tình hình an ninh trật tự, chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động lợi dụng từ thiện để tuyên truyền đạo trái phép, các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, nắm bắt tư tưởng của nhân dân để kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho phù hợp, đúng đối tượng. Lực lượng công an xã đã tổ chức bảo vệ tài sản của nhân dân cũng như là của cơ quan, nhà trường, nhà ủy ban. Đặc biệt là đã chỉ đạo lực lượng công an bán chuyên trách ở các thôn bản nắm chắc tình hình trên địa bàn, xảy ra các vụ việc phải báo cáo kịp thời với lực lượng công an chính quyền ở cơ sở. Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được tăng cường. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã tổ chức chốt chặn 24/24 giờ, tổ chức hướng dẫn phân luồng không để ùn tắc, kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông tại những nơi sạt lở không đảm bảo an toàn. Đội giao thông đã cử người có mặt ở trên đường 24/24 để luôn có trong tình trạng cho người dân đi lại thật sự an toàn và không có nguy hiểm gì cho gây ách tắc cục bộ. Cho đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được lực lượng công an huyện Mù Căng Chải phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương tích cực triển khai. Cùng với đó, công an huyện cũng tiếp tục tăng cường lực lượng, chủ động bám địa bàn, nắm chắc tình hình, không để các đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ để hoạt động vi phạm pháp luật, giữ vững tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền và người dân sớm ổn định cuộc sống. Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thông báo đơn vị vừa nhận được đơn phản ánh của anh Lê Đình Dũng, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, trình báo về việc con trai của anh Dũng là cháu Lê Việt Anh, sinh năm 2000, ở thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, bỏ nhà đi từ ngày 18 tháng 1 năm 2023, chưa về nhà. Sau khi nhận thông tin, Công an huyện Khoái Châu tiến hành làm việc, ghi lời khai đối với anh Dũng và phối hợp cùng với Công an xã Tân Dân tiến hành rà soát, truy tìm tung tích của cháu Lê Việt Anh. Đặc điểm nhận dạng như sau: Lê Việt Anh sinh năm 2000 ở thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Thể trạng người cao gầy, cao khoảng 1m65, nặng khoảng 55kg, có sẹo chấm đuôi mắt trái, da trắng. Công an huyện Khoái Châu thông báo các cơ quan cá nhân phát hiện những thông tin liên quan đến người có đặc điểm nêu trên thì thông báo về Công an huyện Khoái Châu theo số điện thoại 0915223422, đồng chí Phạm Văn Tưởng, Phó trưởng Công an huyện Khoái Châu, hoặc số điện thoại 0982911986, đồng chí Hoàng Phi Hùng, cán bộ đội cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết. Trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Tráng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đối tượng này cao 1m70 và có sẹo chấm ngay đuôi lông mày phải. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Thành Tú, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng này cao 1m70 và có nốt ruồi cách 0,5cm dưới đuôi mắt phải. Và đối tượng Lê Văn Bảy, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội đánh bạc. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 0692345860 hoặc 0692321667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý.
Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.